Bao nhiêu tuổi bác ơi? 60 tuổi rồi ạ. Mà nhìn nó vẫn ra quả nhiều bác nhỉ? Xài qua gần 100 quả cơ. Thế. Và đỏ quá. Cái này mà chín nó được đã chín quả nào chưa bác ơi? Chưa chín quả nào ạ. Bác ăn đến tháng mấy thì hết mít bác? Thường ấy. Tháng 11 âm mới hết ạ. À thế ạ. Ôi dồi ôi, hay thế nhờ. Thế chưa được ăn quả nào à? Và như này bác ăn làm sao hết bác nhờ? Phải bán chứ đúng không? Cháu tiếc quá chưa chín quả nào. Cháu được chín rồi cháu mua bác quả. To cái đẹp. Giờ mít là thành chùm một đấy. Vâng. Hay thật đấy. Và bác ăn cơm chưa? Quá to rồi. 60 tuổi là tầm tuổi bác đấy nhờ. Thế là ngày xưa chồng nó bác có biết không hay là các cụ kể lại thế thôi? À biết ạ, chồng nó bác biết gì?